Như chúng tôi đã nhắc đến ở phần đầu chương trình, liên tiếp những vụ ngộ độc dẫn đến tử vong do rượu thời gian qua đã làm người dân hoang mang. Câu chuyện giờ đây không còn là vì sao tình trạng trên xảy ra, mà là làm thế nào để hạn chế thấp nhất các ca ngộ độc. Nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng lọc được methanol nếu có trong rượu. Vậy tác dụng của những chiếc máy này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây. Với chiếc máy lọc methanol này, rượu thủ công sau khi được chưng cất sẽ được đưa vào hệ thống để xử lý. Bơm inox đầu nguồn sẽ đưa rượu vào hệ thống lọc đa tầng. Tại đây, các vật liệu hấp thụ có độ xốp và độ hoạt hóa cao, dần dần hấp thụ từng phần methanol, aldehyde và tách chúng ra khỏi rượu. Sau quá trình lọc, rượu sẽ được loại bỏ methanol cũng như những tạp chất khác. Theo những cái lý thuyết mà nói thì là methanol nó sinh ra trong cái quá trình mà chưng cất thì ở những cái nhiệt độ rất là thấp, và cái methanol là nó là một cái thành phần là một chất dễ bay hơi, và trong các loại vật liệu của công ty mình thì nó có những cái thành phần để mà làm thúc đẩy cái quá trình bay hơi của cái methanol đấy. Trước cái tình hình hàm lượng methanol nó rất là cao trong rượu, rồi có một cái nhà khoa học nào đó, một cái cơ quan nào đó mà nghiên cứu được cái thiết bị mà loại trừ được methanol ra trong rượu thì có lẽ là một điều rất là tốt và một điều rất là đáng mừng. Là vì rằng là như vậy thì việc đầu tiên tức là người ta đã loại được một yếu tố rất là quan trọng mà ra khỏi một cái sản phẩm để tránh hiện tượng cho người dân bị độc hại. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, những chiếc máy lọc rượu bày bán trên thị trường chỉ có được tác dụng trên nếu được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đồng thời, chất lượng rượu sau khi lọc đã được kiểm định tại các cơ quan chuyên môn của ngành y tế. Thì con đường duy nhất mà cần phải làm nó là cái cơ quan hoặc là cái công ty nào đó mà sản xuất ra cái máy đó phải được xác định của cơ quan chức năng rằng cái máy đó có tác dụng thực sự và mang đến kiểm định, hay có thể là được kiểm định nhà nước về vấn đề đó. Bởi vì chúng ta không thiếu gì những cơ quan có thể làm được điều đó và có thể chứng nhận được điều đó. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, riêng 3 tháng đầu năm 2017, gần 200 người đã bị ngộ độc methanol, ít nhất 18 người chết. Có hai nguyên nhân. Một là vẫn còn một số các cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tiếp tục lén lút đưa cái sản phẩm rượu mà không có nguồn gốc xuất xứ ra thị trường. Cái thứ hai là vẫn còn người sử dụng cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do vậy mà tôi cũng mong các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để khuyến cáo một lần nữa. Được biết, hiện gần 80% lượng rượu trên thị trường Việt Nam được sản xuất theo hình thức thủ công ở dạng nhỏ lẻ. Rượu sau khi chưng cất sẽ được thu lại trực tiếp để sử dụng mà không cần bất cứ hệ thống lọc nào. Chính quá trình này đã làm cho rượu thủ công có chứa một hàm lượng methanol nhất định. Vì thế, những chiếc máy lọc rượu như thế này nếu được kiểm nghiệm và quản lý thì cũng là một giải pháp để kiểm soát được methanol trong rượu.